Đi vòng về là một cây số rưỡi cơ mà. Phòng ngủ à? Bỏ ba lô ra được không? Bỏ ba lô ra. Không. Ừ. Vừa thỏ đi cầu hoa này. Đây đây, có thằng này. Bốc cầm một con. Bốc cầm. Đi. Ai sao đứng đi lên nữa? Đi xuôi. Ơi. Kiếm chỗ tè ở đây ở đâu đi? Ừ. Bố, bố. Tè đây nhá. Tè nhá. Ừ. Tè luôn. Đừng tè cỏ, tè thấp thôi. Tè thấp thôi. Cỏ nó bắn ra. Che. Không có ai cả. Để mẹ em. Chưa sạch chưa? Kịp quá ông là từ quá. Quá. Nhà vệ sinh cái núi thì có mỗi một nhà vệ sinh làm sao cả một vòng tròn như này. Ai mà chịu được. Ơi. Này của ai người cầm đi. Con cầm cái con này, bố đi kiếm xem nào có con gì bắt hộ con ấy. Ừ. Ồ, đây nhìn mình thấy cao núi. Nhỉ. Tí nữa đứng đây chụp kiểu anh nữa. Nhìn núi cao. Mà cứ phải chụp nữa sao nhỉ? Ôi, rơi cái gì đây? Của ai rơi đây? Nào. Được rồi. Quay đây. Hả? Nhìn gần gần cao mà lên tí. Ok. Đi về hay đi đâu? Ừ, đi ra kia về. Nhưng mà có bắt được con gì nó không ta? Trên đường đi rồi con ấy. Con bị rơi cái này à? Hả? Này phải của con không? Bị rơi à? Nhìn thấy con bướm đây bảo bố bắt cho nó một con nữa. Đấy, xuống đây mới thấy đường đi đường bằng, đỡ đỡ đau gối.
Wow, nhìn này. Quá wow, cao nhỉ. Nước này ở kia. Ồ, đi vòng bên kia một vòng luôn nhỉ. Một một cây số rưỡi sao đấy. Chương trình này nhớ đi Hitachi. Hitachi quên. Hitachi. Nhìn cái kiểu kia kìa. Nó kiểu Hitachi. Hitachi quên. Đi đâu biết. Đi à, ai dạ. Tí bố quay tin nhé. Ok. Đã xong. Một vòng. Quần này bỏ đi. Đi đi đằng sau rồi con, đi sau. Chú đang chụp ảnh đi đằng sau. Đi đằng sau mà. Thì đứng lên giơ tay để muốn chụp ảnh chứ. Thì đừng giơ tay như này này, đi này, đây như này này. Đừng quay mặt như này, như giơ này. Nhìn này, đứng quay mặt nhìn như này, không có chụp ảnh cho. Không, đứng đây, đứng đứng như bố này, nhìn như này, ra đây. Bây giờ đứng giơ hai tay như này nhá. Để con đây xuống. Hay nhưng cả tay cầm cả nâng lên được, nào. Từ từ nhá, một hai kiểu nữa nhá. Ê, từ từ chứ được. Thôi à. Ê, chuyện gì. Ui con lá to quanh nhỉ. Con lá to nhỉ. To nhất đấy, không ai đấy ngồi chụp ảnh nhỉ. Ngồi trên mỏm đá chụp ảnh kìa. Nhưng mà ở dưới đây người ta ở dưới đây người ta ngã dưới đây. À, ở đây người chụp ảnh không ngã được. Ơi. Xa thế chụp ra được. Now.